Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải nè mọi. Và ngày hôm nay thì Khải vừa đi mua, cũng như là gom được ít mảnh đỉnh quắc nè. Được một cái mảnh, 8 mảnh đỉnh quắc nè mọi. Thì nói chung là cái mảnh này áo đỉnh quắc thôi nè. Thì nó biết ra cái gì cho anh em xem nè. Mảnh 1 nè, 2 nè. Cái này là thành chủ 10 triệu nè. Rồi 1, 2, 3, 4 mới mua nè. 4 mới mua 800 vạn thôi. 5 nè, 4 mới giờ 6 nè, 7 nè. Đó, có cái video cho anh em xem. Đó, đi đọc cái áo thì cái mắt luôn nè. Được, mắt cái là có mười mấy kia luôn nè. Rồi, đi. Đó, này. Cánh bình quá tiểu đại. Tăng mười mấy nè. Rồi, ok. Cái này mình ép đâu ta? Gì vậy? Đến Hồn Kim Tôn Giả Tương Dương. Rồi, ok, cho thành mà mình đặt con ngựa luôn nè nè. Để mình nháy qua đại lý cái rút về rồi mình đọc. Hôm trước thì vẫn tiêu được áo 50 rồi. Không biết hôm nay được cái áo 50 rồi không nè. Hiện tại bây giờ áo có giá nhất là 50. Em được áo đỉnh quốc 50, sinh lực 175. Ngon rồi. Thôi, đi mở cái áo này. Hello Tèo nha, hello. Anh em mới vô. Đây anh em ơi. Này, ghép ngựa, ghép mảnh. Đây. New, ghép mảnh An Bang Nhu Tình Định Quốc Hiệp Cốt. Vô. Trang bị Định Quốc. Vô. Định Quốc Thanh Sa Trường Sa. Vô. Rồi, ok. Đó. Bên đồ xanh này còn có những cái chiêu trò FF đồ rồi. 51 nữa. 51 chắc đồ thu lại luôn á. Rồi. Bỏ vô. Giống như hồi xưa mình ép đồ Hồn Kim môn phái quá nè mà. Hồi xưa môn phái cũng cứ 8 mảnh như vậy nè. Rồi ra đồ thôi. Ép đồ Hồn Kim môn phái á. Đó. 1 2 3 4 5 6. Ok. Khối hang. Chiêu. Chẹt. Đó. Đó. Ra thế giới luôn, ghê chứ. Xoay. Rồi, 51 chính nhân phát là tới nguồn đấy mà làm sao mà đấu cái áo được vậy? Khui. Nhiều. Đồ. 4 thiếu mẹ một điểm. Đồ. Trời ơi, cái này 47 cũng được vài kim rồi anh em. Đồ mẹ anh em. Cây thiệt sự. Trả này đó. Cây. Bốn lên xem nào. Cây. Trời ơi, thiếu một điểm này một vài chứng sinh tận 195 rồi chứ. Đâu? Cái này mình thêm một nấc nữa là bèo cũng được 5-6 kim rồi anh Hồng. Sinh lực cao đúng không? Đẹp luôn á. Sinh lực đẹp vãi chướng luôn á trời. 46 rồi nè. Đâu? Má nhỏ thiệt sự. Dự đoán áo 41 à. Đồ ưu xanh. Ok. Chơi ngu mất kim hơn. Cho xe. Đồ nhỏ vậy. Ok anh này. Ok anh này. Rồi em cắn mấy quả em đi nộp top à. À, nhỏ thiệt. Thiếu đúng một điểm chẳng. Quay trên nào hết rồi. Ngày 29 nè. Nộp cái top à. À, nhỏ. Nói chung nhỏ là đẹp à. Má là 47 là tiền về. Dầm 84. Rồi. Ok em ơi, nói chung thì vừa rồi mình lên được cái này cũng được, nhưng mà thì cái 47 nó ngon hơn em ơi. 47 nó đặt móc này nọ ngon hơn, mà 46 thì chấp nhận. Đây thì chỉ cho xe mang đủ bộ cho vui, thực sự nó không đặt móc cũng chắc cũng không ai mua. Nói chung là lỗ nha nè. Đó. Đầu tư ra cứ một mảnh tương đương khoảng 500 xu. 4 mảnh thì khoảng tầm 4 kim, mà chưa biết chắc lời hay lỗ đó, mình chơi cho vui thôi nè. Nhưng mà một số mảnh thì mình cũng anh em trong ban đưa á, thì cũng không có lỗ gì mấy, chỉ lỗ một kim hơn mình mua cái mảnh 46 như 8 mấy mảnh đó. Rồi. Anh em xem video lần này đã lại một like chia sẻ hỗ trợ nha mọi. Tiếp tục những video tiếp theo thì có những cái gì hay hay hãy ép cho anh em xem nha. Nói chung cái này cũng thành công rồi anh em.
thành công là cái áo mà thực sự không đủ móc thôi. Khá là tiếc. Rồi anh em xem video đừng quên cho một like, share, ủng hộ mạnh nha mọi người. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha anh em. Kính chúc anh em xem live vui vẻ nha.